Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh channel của mình. Thì không biết là các bạn có ăn Tết vui vẻ hay không. Thì năm này dịch bệnh nó hoành hành quá, thành ra là không có bắn pháo bông gì hết, thành ra là cái Tết rất là buồn. Nhưng hôm nay mình sẽ quay trở lại để review cho các bạn những cái món hàng mình bán, hoặc là những cái món hàng mà mình biết. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái túi đến từ thương hiệu MacJacob. Thì trước đó mình đã có làm một cái video về thương hiệu MacJacob này, nhưng mà đó là phiên bản mới. Bây giờ hôm nay phiên bản đặc biệt. Thì hầu như cái phiên bản này nó ra rất là nhiều kiểu như là phiên bản khác nhau, nhưng vẫn là một cái màu đó, cũng là một cái mẫu đó, nhưng mà rất là nhiều màu và rất là nhiều kiểu. Và bây giờ mình bắt đầu vào video luôn ha. Đây, thì trên tay mình là một cái túi ni lông của thằng MacJacob. Và đây là cái thông tin của nó nè mọi người. Và đây là cái dust bag của thằng MacJacob. Đó, lúc nào cũng có cái dust bag này hết. Rồi, ở bên trong thì là một cái túi màu đỏ này, thì mình thấy nó giống như là màu đỏ rượu vang gì đó mọi người. Nhìn rất là đẹp, và phiên bản mới của nó. Thì phiên bản mới của nó thì cái mặt logo này nè, nó làm bằng màu đỏ luôn nha mọi người. Đây, đó, màu đỏ nè ha, nhìn rất là đẹp luôn, nó làm ánh lên rất là đẹp, rất là bóng bẩy. Và cái màu đỏ này nó làm phối hợp với cái màu này nè, nhìn rất là đẹp. Cái này cứ như là cái chrome nha mọi người, cứ như là nó làm bóng lên á. Rồi đây là mặt da của nó. Thì cái phiên bản này hầu như là ai cũng đã biết rồi đó. Và cái đặc biệt, cái dây của em này nó cũng là màu đỏ luôn, và nó có thêm cái chữ MacJacob mọi người. Đó. Cái bản này là bản nào lúc nào nó cái dây nó cũng to, thành ra là nhìn nó cá tính và rất là dễ mặc đồ. Thì cái trước cái phiên bản kia thì nó cái da của nó sẽ mềm mại hơn. Em này thì cái da của nó, cái form nó là form cứng mọi người. Đó. Nhưng mà size này là size 18, còn cái size kia là size 21. Size 18 thì nói chung là mình thấy là mình đã được iPhone 12 rồi mắc luôn nha mọi người. Đây là cái khóa của nó nè, cái móc mà để mình kéo ra, nó cũng làm cái màu đỏ rất là đẹp luôn mọi người. Và đây là cái dây của nó có miếng da nè mọi người. Đó, da này da cũng là da màu đỏ luôn. Nhưng mà mình thấy cái em này nó tuyệt vời lắm, nhìn nó đẹp. Mà phiên bản mới của nó, cái này là nó làm bằng kiểu như là móc lại mọi người, không phải là cái khóa như lúc trước nữa. Lúc trước là cái khóa thì mình móc lên nè thì nó dễ bị chạy ở đây, còn cái này thì nó làm bằng dây luôn, bằng da luôn. Và nó có tăng đơ được mọi người nè. Đó, đây mọi người thấy mang cao thấp cũng được, và mình chỉnh cái này cũng được luôn mọi người. Rồi, thì ở đây thì mình thấy là mặt trước cho đây nó sẽ có cái logo của MacJacob nè mọi người. Đó. Và mặt sau thì nó sẽ có thêm một cái ngăn chúng ta có thể lấy tiền hay lấy cạc gì đó, muốn lấy liền không cần phải mở khóa ra. Và ở bên trong thì nó sẽ có một cái khóa. Đây thì bên trong này, cái ngăn đầu tiên nè, nó có một cái thư cảm ơn của MacJacob nè mọi người. Đó. Và nó sẽ có một cái ngăn chúng ta để đồ ở đây. Một ngăn riêng mọi người. Thì chỗ ngăn riêng này thì nó sẽ có một cái kiểu như là cái thương hiệu của thằng MacJacob bằng da nha mọi người. Thành ra là khi các bạn để điện thoại vào không có sao, không sợ bị chạy cái này chạy cái kia, tại nó bằng da. Còn những cái nào mà nó bằng logo kim loại thì mọi người để ý cẩn thận một xíu ha. Thì cái ngăn này nó hơi nhỏ mọi người, thì mình đựng được một cái điện thoại hay là đựng được tiền này nọ thôi. Đó. Rồi bây giờ mình tới cái ngăn thứ hai nè. Ngăn thứ hai thì nó cũng y chang vậy, không có khác gì hết. Và nó chỉ có một ngăn duy nhất thôi mọi người ha. Đó, một ngăn duy nhất thôi. Thì cái này thì hầu như là phiên bản này hầu như ai cũng biết rồi. Và mình các bạn để ý nè, cái phần khóa này nè, cái phần đường là đường DIA mà mình để mình kéo đi á, nó làm một cái màu đỏ luôn. Đỏ y chang như cái màu da này luôn nè. Nhìn rất là đẹp và rất là cá tính luôn đó mọi người. Đây, nói chung là em này đeo lên là y bài luôn, phiên bản mới nữa. Thành ra là rất là xuất sắc luôn đó mọi người. Đó, phần dưới nè ha. Phần dưới của nó nè. Và dây của nó nè, những cái khóa này đều làm một cái màu luôn. Cái màu của nó là màu rượu vang đó mọi người. Đó. Dây của nó nè ha, rất là đẹp. Cái này mình thấy là rất là dễ phối đồ luôn, và nó có rất là nhiều màu, có nhiều phiên bản rất là đẹp luôn mọi người. Đó, thành ra là cái giá của nó cũng hợp lý nữa. Thành ra bây giờ thì cái giá em này cũng hợp lý nữa. Và cái size, cái style này lúc nào mình thấy là hầu như ai cũng có nó, và bạn nữ nào cũng được sở hữu nó.
Thì nếu mà các bạn thích cái túi này thì các bạn cứ vào Facebook của mình. Facebook của mình là Facebook Ba Hải Gác. Thì mình sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn và báo giá cho các bạn luôn. Còn không thì các bạn vào cái bay của mình. Bay của mình là bay Super Gác. Thì mình cũng trực ở đó và mình sẽ gửi chi tiết và giá cho các bạn ở đó ha. Nếu mà các bạn thấy cái túi đẹp, nếu mà các bạn thấy cái video này hay, hữu ích thì các bạn cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm cái chuông thông báo cái bên để nhận được những video mới nhất của mình luôn. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người.